Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 22 câu 34 đến câu 40. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm sa đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-xêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các cách và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi của người thông luật về điều răn trọng nhất trong sách luật Mô-xê dành cho Chúa Giê-xu là một trong những vấn đề các thầy Rabbi của Do Thái giáo hay tranh luận với nhau nhất. Thật chất, họ phân ra 613 điều răn khác nhau, gồm 248 điều phải làm và 365 điều cấm làm. Để rồi, các cuộc tranh cãi của họ về các điều răn lớn, điều răn nhỏ luôn kéo dài triền miên, bất tận. Họ quá chú trọng vào hình thức bên ngoài, đặt nặng việc làm thế nào để giữ luật mà đánh mất ý nghĩa cốt lõi của lề luật, quên mất đi điều khiến họ giữ luật. Điểm độc đáo của Chúa Giêsu khi trả lời câu hỏi của họ là gắn liền điều răn yêu mến Thiên Chúa với điều răn yêu thương tha nhân, làm thành giới răn trọng nhất. Chúa Giêsu muốn hướng họ vào lý do tại sao phải giữ lề luật. Khi con người thấy được tầm quan trọng của mối tương quan yêu thương giữa mình với Thiên Chúa và giữa con người với nhau, thì sẽ hiểu được ý nghĩa của lề luật. Chính mối tương quan đó giúp cho con người nhận ra nhu cầu phải tuân giữ luật. Một đứa con trong gia đình sẽ ngoan ngoãn và dễ dàng sống theo những nội quy do cha mẹ đặt ra nếu nó cảm nhận rằng cha mẹ luôn yêu thương và muốn điều tốt đẹp cho nó. Và đó cũng là cách để nó tỏ bày tình yêu thương, để làm cho cha mẹ vui lòng. Người Công giáo chúng ta tuân giữ luật Chúa, luật giáo hội, không phải vì chúng ta sợ tội, sợ hình phạt. Chúng ta cần hiểu được ý nghĩa của lề luật là làm thăng tiến mối tương quan tình yêu giữa chúng ta với Chúa và với nhau. Có như thế thì lề luật không còn là gánh nặng, nhưng lại là phương thế để chúng ta được sống hạnh phúc, bình an trong tình Chúa, tình người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết rõ giới răn quan trọng nhất là yêu thương. Xin cho mỗi người chúng con luôn khắc ghi giáo huấn của Chúa trong tâm hồn mình và trung thành thực hiện giáo huấn này trong cuộc sống hằng ngày. Ngọ hầu, đời sống đức tin của chúng con minh chứng thiết thực cho lòng yêu mến Chúa và yêu thương mọi người. Amen.